chiên hai sợi chiên hai măng gan vô hai thịt gan này măng gan vô măng mát vô rồi cách cái rìa hậu môn khoảng 7 cm, nghĩa là vừa phần chiều dài của ngón tay trỏ của tôi nha. Thực ra có một khối u trồi xùi nha, khối u này nó chiếm hết cả cái chu vi của thực ra nha, và cái lòng của nó không đúng ngón tay qua được nha. Tôi chẩn đoán trường hợp này là cái ca trực tràng nha. Bệnh nhân đã có dấu hiệu là đầu thoáng tắc rồi, thoáng tắc rồi nha. Giờ bụng đau, bụng không đau mà bệnh nhân đi cầu không được. Hai nữa bụng hơi chướng nha. Rồi thứ ba nữa là cái ngón tay chúng ta không đưa qua được cái khối u nha, cho nên tôi chẩn đoán trường hợp này là cái ca trực tràng, ca trực tràng đã có dấu hiệu thoáng tắc nha. Đã có dấu hiệu thoáng tắc mà bệnh nhân này đi cầu khi được thì không, có khi đau phân thì không. Rồi tham biên nếu đau hít thở sâu vô nha bạn, hít thở sâu mập rồi các bạn, làm nhẹ nhẹ anh, làm nhẹ nhàng, đừng có làm vô bạo quá, không thông được tràn hậu môn ta và nó nén đau hít thở sâu như thế là không khám vô bạo, không làm sao bệnh nhân không cảm giác đau nha, không cần phải kêu bệnh nhân hít thở sâu, thăm mà nhanh vậy. Dạ. Tâm nhanh có đưa hết ngón tay chu vi được trà không? Có u là nó ăn hết cả chu vi rồi. Dạ. Không nha. Lọt ngón tay. Cách đánh giá giai đoạn của u dựa vào cái chu vi đó. Chiếm bao nhiêu phần trăm của cái chu vi của được trà? Dù 30%, phân nửa hay là hết cả cái chu vi, tất cả chu vi là giai đoạn muộn. Không được chưa? Thứ hai nữa là xem coi nó di động so với cấu trúc xung quanh hay không. Nha, nó có dính vào sinh cùng, dính vào cái tử cung nếu là nữ hay không. Nha. Thứ ba nữa chúng ta đưa ngón tay có qua lọt hay không, đúng rồi trôi xuôi là đặc điểm của ca giờ rồi bắt bạn bên dưới đứa đứng tiếp kéo quần lên cho bác ghi nhận được không, bác muốn u được rồi rồi. Nói riêng và những bệnh nhân bị u của đại trực tràng nói chung nha, để cho nó xác định là chúng ta cần phải nội soi cả khung đại tràng bất kể khu nằm ở đâu, tại vì có 3% trường hợp là có một cái u nó cùng xuất hiện, như là có hai cái u ở trên khung đại tràng, cho nên về mặt nguyên tắc là để cho nó xác định một khối u của đại tràng thì ta cần phải nội soi cả cái khung đại tràng bất kể khu nằm ở đâu, ví dụ thấy khối u được tràng cũng phải nội soi cả khung đại tràng, tại 3% trường hợp là có một cái u khác nằm ở vị trí khác ở trong khung đại tràng. Tuy nhiên những trường hợp nào mà bệnh nhân đã có dấu hiệu của hẹp, bích chích hẹp cái lồng, chích hẹp lồng của đại trực tràng, như trong trường hợp này là chích hẹp cái lồng của trực tràng không đưa ngón tay qua được, thì chúng ta không thể nào chỉ định nội soi khung đại tràng, không được chưa? Tại vì đâu ngón tay không đưa qua được thì cái ống soi chắc chắn không đưa qua được, cho nên trường hợp này chỉ chẩn đoán khu trú và cái tổn thương ở trực tràng mà thôi. Các bạn biết là có u ở trực tràng thì cái phương tiện chẩn đoán được chỉ định, được chọn lựa đầu tiên là nội soi và ống soi cứng chứ không phải nội soi và ống soi mềm. Không được không? Tôi nói bạn hiểu không? Ví dụ bây giờ có u trực tràng chúng ta thấy còn nhỏ, ngón tay chúng ta qua được dễ dàng, thì chúng ta chỉ định hai phương tiện nội soi. Một là nội soi trực tràng, ống soi cứng. Cái ống soi cứng là cái ống soi nó không có cong được, không có uốn được, và chỉ soi được tới đại tràng sigma thôi. Nên cái ống soi đó chỉ dùng để chẩn đoán và sinh thiết nha, những cái sang thương ở trực tràng đến đại tràng sigma. Không được không? Thứ hai nữa là chỉ định thêm một cái nội soi khung đại tràng ống soi mềm. Hai phương tiện. Nha, tại sao là có u ở trực tràng không thể dùng ống soi mềm để coi? Sao ông làm ống soi mềm luôn lần là sinh thiết luôn, chẩn đoán có u trực tràng là sinh thiết luôn mà phải làm cái này là ống soi cứng rồi, làm khung đại tràng là ống soi mềm, tại sao ai biết? Đúng rồi, cái ống soi mềm nó dài thì không thể nào đưa một đoạn ngắn vào trong cái lồng trực tràng để mà soi cái tổn thương trực tràng. Không có ai dùng cái ống soi mềm để chẩn đoán sang thương và sinh thiết
những cái sang thương ở ở trực tràng. Tại vì sao? Tại vì nó dài vào dưới đây nha, nó dài như thế này chúng ta đút vào có khoảng 5-10 cm thì chắc chắn là không được, khó chắc đó và khó sinh thiết. Cho nên là những cái u ở trực tràng thì chúng ta sẽ chỉ định là nội soi sinh thiết của ông, soi cứng nha, mục đích là để xác định cái tổn thương ở trực tràng và đại tràng sigma nha. Cộng thêm cái gì nữa, nội soi khung đại tràng, ống soi mềm, mục đích là gì? Mục đích là để loại trừ khả năng có hai khối u cùng cơ hội đó, ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là trong trường hợp là có dấu hiệu là chít hẹp cái lòng đại tràng hay trực tràng rồi nha. Thí dụ trường hợp này thì chúng ta không cần thiết phải nội soi ống soi mềm nữa. Tại nội soi ống soi mềm chắc chắn thất bại và tốn thêm tiền của cuối cùng nội soi. Cho nên trường hợp này chỉ định là nội soi ống soi cứng thôi nha, là vậy làm sao loại trừ được cái thương tổn 3% cái thương tổn phối hợp ở phía trên của khung đại tràng. Hiện ta chẩn đoán dựa vào và CT. Thứ hai nữa là trong quá trình mổ ta chú ý thắp sát cả khung đại tràng, có hai cách để chúng ta chẩn đoán thêm một cái sang thương phối hợp nha. Rồi một điều lưu ý nữa là gì, là bệnh nhân nội soi đại trực tràng thì phải rửa ruột, nó làm cái ruột nó sạch thì mới nội soi được, chứ ruột đầy phân thì không có nội soi được, đúng chưa? Thì để làm cho cái lòng ruột sạch đấy có hai phương tiện, một là thục tháo, thứ hai nữa cho bệnh nhân uống thục tháo qua đường miệng, thứ hai nữa là rửa đại tràng qua đường miệng. Nên xin lỗi là rửa đại tràng qua đường uống. Nên ta cho bệnh nhân uống một cái chất nào đấy mà cái chất đấy nó không được hấp thu vào thành ruột, nó đi từ lên dạ dày, rút ruột non đến ruột già, nó giữ nguyên cái thể tích đấy, nó không bị hấp thu, cho nên nó sẽ kéo phân ra ngoài. Thế gọi là rửa đại tràng qua đường uống. Cách thứ nhì là thục tháo. Thục tháo là gì? Ta thục nước vào trong cái lòng trực đại trực tràng qua cái ngã hậu môn, là nước nó sẽ pha loãng phân và nó sẽ tháo phân ra. Thì trong trường hợp có cái bắn tắc của đại tràng, tắc hay bắn tắc của đại tràng trực tràng thì không có chuẩn bị ruột nha, bằng đường uống. Tại vì sao cũng có nguy cơ là bể luôn đại tràng. Nắm được không? Biết nguy cơ bể luôn đại tràng do nó đã u đã làm bít cái lòng của đại tràng. Trên trường hợp này chỉ chuẩn bị ruột bằng cái đường thục tháo mà thôi. Nắm được không? Tôi nói là sau này thi là hỏi như này là không biết đường nữa mà trả lời là rớt đấy nha. Hiểu tôi nói hiểu không? Hiểu thế nào là tác dụng của ống soi cứng và ống soi mềm ở trong một cái sang thương, ở bệnh nhân có một cái sang thương ở trực tràng hay không? Ống soi cứng có tác dụng gì, ống soi mềm có tác dụng gì, hiểu không? Rồi thứ hai nữa là để chuẩn bị đại tràng để nội soi thì có bao nhiêu phương tiện để chuẩn bị, và thứ hai trường hợp này thì chuẩn bị bằng phương tiện nào, tại sao phương tiện kia không được chỉ định và lý do như thế nào, hiểu không? Rồi tắt được chưa? Rồi cho nên là cái thăm khám lâm sàng nó quan trọng lắm. Không phải nói là thôi có siêu âm rồi, có CT rồi, có nội soi rồi, giao phó mặt cho CT cho nội soi, đúng chưa? Ta phải thăm khám trước và ta phải lượng giá trước những cái nguy cơ có thể xảy ra khi chỉ định các phương tiện chẩn đoán ở lâm sàng. Thí dụ trường hợp này thì u nó đã bít cái lòng trực tràng rồi nha, thì tôi không chỉ định nội soi khung đại tràng, tại vì ống soi chắc chắn nó không qua được, cho nên chỉ chỉ định là nội soi trực tràng, soi cứng kèm sinh thiết. Thứ hai nữa là gì, trường hợp này đã có cái lòng trực tràng nó bít rồi, cho nên không có chỉ định chuẩn bị đại tràng qua đường uống, tại vì sẽ có nguy cơ bể ruột do tắc ruột nha. Rồi